sông, nằm nghiêng sông vỗ đôi bờ. Chiều về bên tôi có khi đời chưa mặn mà. Từng ngày trôi qua mình có vượt mấy phong ba, buồn vui ngọt đắng cùng qua, vẫn trọn niềm tin. Chiều tàn im hơi còn nghe câu hát ru hơi, về ngồi cùng tôi có ai cùng chia ngọt bùi. Đời nhà vui đơn bình minh gọi nắng lên rồi, niềm vui hạnh phúc sang ngời vẫn trọn niềm tin trong. Niềm vui hạnh phúc thôi mà đừng có làm vậy vậy á em, dâng trọn niềm tin trong tôi. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sầu trên bờ kinh ngã bay, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Ủa chú mới tới hả? Em chào chị Bảy. Chú tới lâu rồi, mình ai về chú Bồi là cái tay chơi đợt số 1 luôn á. Dạ em cũng đâu dám qua mặt tiền bối, thật sự á thì anh em mình cùng niềm đam mê. Cho nên có sự đồng cảm đó mà. Chú nói đúng à. Cái món này mà không có người đồng cảm với am hiểu á, là có khách nào đần khải tay trâu đó hả mình? Đúng rồi đó. À, lên đây mình, lên đi. À. Chú Bồi à, bà nhà tôi bảo mê cái món đần ca này lắm. Dạ. Không ấy à, chú làm cho bà nghe một bài đi. Phải đó, lâu lắm rồi ông nhà tôi mới tìm được một người tri kỷ. Mời chú. Dạ thôi, em đàn, anh ca nghe. Rồi. Ở chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu, chiếu này tôi chẳng bán đâu, tiền cũng không gặp mà. Tiền cũng không gặp tôi cúi đầu mỗi. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sầu trên bờ kinh ngã bay, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Cống giường cô đã khép kính từ hôm nào, tôi dắt đuổi chiếu bông từ giữa ghe lên xóm rầy, chiếc áo nhuộm bùn đã lâm tâm giọt mồ hôi, trong gió lạnh buổi chiều động bóng của ai giáo đến tiếng nguyệt cầm giữ dẻo vào lòng tôi một nỗi buồn thế tham. Hay quá. Dạ thôi em xin phép em về. Ủa chú về thiệt hả? Nè ở lại dùng cơm ha, rồi cái anh em mình tâm sự tiếp về cái món đờn ca này ha. Dạ tại hôm nay em có hẹn rồi. Em xin phép. Tiếc quá. Để có gì mới đi, em đem ít đồ nhậu qua rồi xin phép anh chị nhận bàn tâm giao. Ây cha. Chú nhớ qua nghe. Dạ, vậy còn gì bằng nữa không biết. Dạ chào anh chị. Dạ chào anh. Dạ nghe. Bà thích không? Không ngờ chú Bồi nhịn vậy mà đờn hay quá ông ha. Tôi nghĩ cái người mà đờn hay vậy đó không phải là cái người xấu đâu bà. Nhưng mà tiếng đờn còn tỉnh táo quá hả? Coi khéo đa nghi như Tào Tháo. Nhưng mà nếu như mà mình thích á, thì tôi cũng thích hả? Vậy đó mới là vợ của Tư Đờn chứ. Nhưng mà nè, mình phải hứa với tôi á,
là cho tôi mở thêm bè cá ăn nha. Thiệt tình đó nghe. Trời ơi, tôi mê cá cũng giống như mê ông Đờn vậy đó. Thiếu một trong hai thứ đó tôi không có sống nổi. Nói vậy đó rồi sao mà từ chối được không biết. Vậy là ông hứa rồi nha. Trời đất ơi, bà muốn cái gì ra là bà làm cho tới cùng. Trời mà cản đổi bà ha. Chú đã ghi tên con vào lịch công tác thay cho cậu Quân rồi đó nghe. Dạ, con hy vọng mọi việc sẽ được suôn sẻ. Đó là làng bè đứng đầu về sản lượng của tỉnh ta. Nhưng mà vấn đề kỹ thuật nuôi trồng, nó cũng vẫn là đề tài muôn thuở. Chú hy vọng con sẽ là luồng gió mới đến với bà con đó. Dạ, con không dám kỳ vọng gì cao đâu chú. Sao không? Vì thì con cũng là kỹ sư trẻ tuổi nhất ở hiệp hội này. Hồi ở tuổi con, chú còn mãi mê ở chiến trường. Bây giờ là thời của tuổi trẻ. Dạ, thì con cũng muốn thử sức mình xem sao. Nếu mà có gì chưa rõ về làng bè đó, chú chỉ dạy cho con thêm nha chú. Cứ đi rồi sẽ biết. Chú tin tưởng đó con ha. Dạ. Dạ, cháu chào chú ạ. Tôi khẳng định cậu sẽ thất bại với làng bè này thôi. Tại sao cậu lại nói như vậy? Làng bè đó toàn là những người coi trọng kinh nghiệm hơn là kiến thức nuôi trồng khoa học. Tôi đã từng trồng rã ở dưới đó cả tháng trời rồi, nhằm thuyết phục lá cờ đầu của làng bè, nhưng đâu có được đâu. Lá cờ đầu đó là ai mà sao nghe có vẻ khó khăn quá vậy? Thì bà Bảy Thu đó. Tôi có nghe sơ sơ về bà này. Bà ấy là phụ nữ mà dữ dằn như vậy hả? Phụ nữ mà lại nói có ghen có thép, không dữ dằn mới là lạ đó. Nói chung là không có ai có thể lay chuyển được bả đâu. Tôi chỉ sợ các cô gái làng bè bắt mất xác tôi thôi, chỉ làm việc tốt cho bà con thì tôi đâu có ngán. À mà nghe nói về bà này á, làm cho tôi tò mò thêm nữa đó. Tùy ông thôi. Tôi đi trước, tôi chỉ biết nói vậy thôi, để ông dễ bề mà ứng phó. Đường đi không có sẵn chú, thì phải dùng cuốc mà phát quang đi chứ. Dạ, con chỉ nói trước để cậu ấy chuẩn bị tinh thần mà ứng phó thôi mà. Không có đường nào dễ hết. Khó khăn cũng là một bài học tốt, nhất là những người trẻ tuổi như mấy đứa. Ráng lên nghe. Dạ, con sẽ gửi báo cáo sớm về cho chú. Tốt lắm. Dạ. À, mà tới giờ rồi, con xin phép chú nha. Để rồi coi. Dạ con đi. Đúng là ngựa non háo đá. Nè, cậu nói cái gì vậy? Dạ, dạ không có gì hết. Tôi cảm ơn chú đã mua cá giùm tôi mới phải chứ. Dạ, anh đừng nói vậy. Thằng Bòi này á, không bao giờ quên ơn ai đã giúp nó đâu. Vậy chiều nay á, chú mày qua nhà tao nhậu bữa chơi ha. Trời đất, ông anh đã mời thì thằng em thì đâu dám khách sáo. Chiều nay xin phép ông anh cho phép em đem đồ nhậu qua đây mời ông anh. Vui vẻ danh vẹn như chú mày vậy là tao khoái á. Nè, mai mốt cứ qua bên tàu bắt cá, tao ưu tiên hàng đầu luôn. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi. Dạ. Em xin phép.
Nè 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 nè, làm gì đây vậy? Dạ con chào Di. Ừ. Con là Mạnh Thắng, người của Hiệp hội Thủy sản tỉnh xuống đây. Chàng ơi, tưởng đâu là ai xa lạ, té ra là người quen ha. Ủa, mà bữa nay rảnh rỗi cho em xuống đây chi vậy? Dạ, con xuống đây định vận động bà con tham gia hội viên. Nếu mà không có hội viên á thì tụi con không biết trông chờ vào ai nữa. Vậy bữa nào rảnh rỗi á, chú em giới thiệu cho tôi vô hiệp hội với nghe. Dạ, vào hiệp hội là quyền tự do của bà con mà gì. Nếu mà dì nói vậy á thì con rất là mừng. Nè, vậy là chú hứa rồi đó nghe. Dạ. Thôi tôi đi à. Tắp vô, tắp vô. Đi nghe. Dạ. Nhìn vô đi coi. Nè, ngồi đi. Làm gì lôi tôi xình xạch vậy? Trời ơi, nguy hiểm tới cận kề rồi đó. Nè, đó, thấy không? Có thấy cái thằng cầm máy chụp ảnh đó? Ừ. Thấy không? Chắc là phóng viên nhiếp ảnh gì á. Để ý làm gì? Trời ơi. Nè, nó ở trên hiệp hội thủy sản tỉnh xuống đó cha nội. Thằng trước đã sợ bỏ chạy rồi, thằng này dám mò xuống hả ta? Nè, ai mà biết, nhưng mà coi bộ nó trẻ tuổi, nó đầy nhiệt huyết lắm á. Chết cha, tụi hiệp hội mà xí vô tôi với cô hết đường mà ăn. Chỉ còn một cách. Cách gì? Không lẽ bây giờ cô đi gặp cả trăm người làm bè để nói xấu nó, ghé từng nhà từng nhà từng nhà hả? Sao đủ sức? Trời ơi, đúng là anh chỉ biết bỏ tiền ra làm ăn thôi à, không biết gì hết trơn. Bảy thu sẽ giúp mình chứ ai. Hả? Bảy thu? Ừ, đúng rồi. Mà bảy thu làm cái gì? Cô nói đi. Trời ơi, vậy sao anh cứ đòi chăm chăm mua cá của bảy thu làm chi cho nó cực vậy? Hiểu chưa? À, hiểu chưa? Hiểu rồi. Chiến này tao sẽ cho mày biết thế nào là ngựa non háu đá. Chà, trời ơi. Có trà ngon mới pha nè mình. Thơm dữ ha. Ơi chà, mình pha ngon quá. Bây giờ thông giọng rồi, ngọt giọng rồi. Tôi đãi mình bài giọng cổ tôi mới vợt chịu không? Còn phải hỏi nữa. Thấy mặt biết liền. Sông cửu long chập trùng sóng vỗ, con cá thương sông nên cá gọi. Thằng nhỏ này nó biết mình mới pha trà ngon cho nên nó tới. Ai mà lạ quắc gì cả. Ngó nó cũng trắng trẻo đẹp trai hơn Thịnh con nhà mình nữa chứ. Không, thằng con trai nhà mình là số 1 chứ không có ai bằng hết. Dạ, con chào dì, con chào chú. Chào cậu. Mời cậu ngồi. Dạ. Ngồi đi. Nếu cậu tới để đặt vấn đề mua cá thì tôi không có đâu nha. Dạ, con là người của hiệp hội thủy sản. Người của hiệp hội bây giờ xuống đây nhiều dữ ha. Nhưng mà tôi đã hứa bán cá cho những công ty thông qua hiệp hội rồi, còn cái gì phải bàn nữa. Dạ không, con tới đây không phải là vì việc đó.
Vậy thì về việc gì? Thật ra con nghe tiếng gì đã lâu, hôm nay mới có cơ hội được gặp. Chà, chắc toàn tiếng xấu không hả? Không có đâu gì, ngược lại nữa là khác. Cho nên con tới đây định nhờ gì vận động bà con để đi học và áp dụng kiến thức khoa học để nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả hơn. Già lỗi đời rồi, còn học hành gì nữa? Con nghĩ những việc tốt cho bà con thì dì đã làm nhiều rồi, cho nên việc này chắc là... Thôi đi, chuyện này tôi phải suy nghĩ lại đã. Vô thì dễ, mà ra thì khó. Rồi lại đi kèm với mấy việc linh tinh, thời gian đâu mà lo mừng ăn nữa. Nhưng dì... Thôi thôi thôi, nói thì dài dòng lắm. Bây giờ cậu có thông tin gì về hiệp hội thì đưa cho tôi. Giờ tôi phải đi công chuyện gấp rồi. Dạ, con có. Dạ để con lấy ra cho dì. Dạ con xin gửi dì cái này. Dì nhớ lưu ý giùm con nha dì. Có gì con sẽ ghé lại sao? Để tôi suy nghĩ lại đã. Dạ, cảm ơn dì. Con xin phép con về. Dạ, con chào chú. Chào cậu. Tôi biết mình kiếm cớ tiễn khách vậy chứ có bận biểu gì đâu ha. Ai nói mình vậy? Tôi có hẹn thiệt chứ bộ. Nhưng mà cái gì cũng phải từ từ. Con sông Cửu Long chập trùng sóng vỗ, con cá thương sông nên cá gọi nhau về. Tôi ca hay vậy mà bà xã tôi cứ quạo hoài. Cô Tám. Chị Bảy. Cô hẹn tôi ra đây làm chi vậy? Trời ơi, ngủ nước cái đã chị. Chị uống gì? Cho tôi ly nước cam đi. Cho ly nước cam đi. Em ngồi chờ chị nãy giờ đó chứ. Có chuyện gì cô nói lẹ đi. Tôi không có thì giờ mà tán dóc với cô đâu nghe. Em nhờ cổ mời chị tới đây đó. Em có cái này không thể không đưa chị. Ơn trời á, mẹ cá đầu tiên bán có giá. Có gì? Em mua quà tặng cho chị. Chuyện đó đâu có liên quan gì tới tôi. Sao tôi lại có quà chứ? Có lọc thì cùng hưởng chứ chị. Chị đừng có ngại, em cũng có một phần nữa đó. Nhưng mà anh Bồi là hơi thiên vị đó nghe. Lần này á, em mà còn thu mua cá cho chị á, là em có phước phần lớn à. Cá hả? Vừa to vừa chắc thịt, ai nhìn mà không ham. Chị Bảy, năm nay á chị có bán mắc hơn năm ngoái mấy giá, em đảm bảo cũng đắt như tôm tươi luôn á. Nhưng mà kẹt một nỗi á là tôi đã hứa bán cho mấy công ty thông qua hiệp hội hết rồi. Chị nè, chị á nhắc tới hiệp hội em mới nhớ đó nghe. Có cái thằng trông cao to lắm, nó xách cái máy chụp hình đi chụp tùm lum tùm lá trơn á, rồi ha tuyên truyền tùm bậy tùm bạ nữa. Nhắc tới hiệp hội em lại nhớ tới bà chị. Vô hiệp hội tưởng được nhiều lợi ích, quá ra thiệt đơn thiệt kép. Không chỉ phải đóng tiền lệ phí nè, còn mất thời gian nghe tuyên truyền kỹ thuật nuôi cá. Lúc mà xuất cá không đủ tiêu chuẩn thì bị chê dìm giá, thảm hại hết sức. Em á là chúa ghét cái vụ đóng lệ phí. Đóng một lần, hai lần tưởng hết, đóng lần thứ ba, thứ tư, thứ năm. Mà chị biết không, mình không có đóng tiền á thì lấy tiền đâu mà tụi nó ăn chơi khắp nơi. Nói chung á là tụi nó sống trên mồ hôi nước mắt của bà con mình. Vậy á mà bài đặt tuyên truyền này tuyên truyền nọ. Thấy đúng không? Nhưng mà dù sao tôi cũng đã cam kết bán cho bên họ hết rồi. Chị lo gì chứ? Bán cá cho em á, em mua cao hơn mấy giá, tiền á đủ để chị bồi thường hợp đồng. Mình làm riêng có bao nhiêu ăn đủ. Để tôi tính coi sao cái đã. Em nói vậy thôi á, chứ thuận mua vừa bán, em đâu có dám ép chị đâu. Mình sống với nhau á vì tình vì nghĩa, chứ đâu phải bằng đồng tiền đâu chị. Cảm ơn chú. Thôi tôi về nghe. Bữa nào rảnh á, qua đờn ca sáo nhị với ông nhà tôi nghe chú Bồi. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Chị á, chị về. Dạ. Dạ chị về. Dạ. Chị Bảy về. Thank you.
Tôi đã nói rồi, bà không chịu nghe, cứ ham hố vào cái hiệp hội này nọ hả? Bây giờ họ chê cá là không có đủ tiêu chuẩn, họ không có lấy. Ai biết đâu, nghe anh ta gục gịch thì tôi gục gịch theo. Ai dè? Ai dè bây giờ trắng tay hả? Mất cái chi lẫn chai luôn rồi nè. Nè, nhật ký nuôi chồng nè. Này lịch vệ sinh hàng ngày nữa nè. Trời ơi là trời, có mài ra ăn được không hả trời hả? Thôi, tôi biết lỗi tôi rồi, tôi xin nông. Xin cái gì? Bà không à? Bà làm cái gì bà làm đi, tôi không có làm nữa. Ông, ông đừng có giận nữa mà. Ông, sao em làm gì mà em lạnh lùng với anh vậy hả? Thôi đi, có gì á thì mai nói. Anh mà đứng đây cha em thấy là chết luôn á. Thôi đi về đi. Đi. Thôi qua đây. Thôi đi, khó khăn lắm mới gặp được em, tự nhiên kêu anh về à, bị kiêng căng quá trời không thấy hả? Thôi qua đây. Anh cũng biết á là cha em không có thích anh. Anh thấy đâu phải có mình ba em đâu mà anh thấy không ai thích anh nữa đó. Trời ơi, nhưng mà cha em mà thấy em nói chuyện với anh như vậy hả, không chửi chết á. Đi về đi, có gì mai nói. Tôi về cho anh hùng miếng đi. Em về. Em mà mai biết gặp em đâu nói. Thì ngày mai em đi chợ, anh tới chở em đi chợ giùm nha. Đi vậy nha, mai không gặp là không về á. Biết rồi. Thôi về lấy đi. Cho hùng cái đi vậy. Thôi. Mà sao anh không muốn về chút nào đó? Anh muốn này nói chuyện với em à. Thôi, con Hà thằng đẹp đâu rồi, ra ba biểu coi. Dạ con mắc dắt con mật đi ấy chút cha ơi. Trời ơi, đi về đi. Chết rồi, ba ra là chết đó. Trời, để xuống đó tôi làm chi mà cho nó nặng vậy không biết nữa. Trời ơi, thôi, ông cứ vô trong kia ngồi đờn ca đi, tôi nghe là có động lực làm việc rồi. Mình nói vậy nghe sao được, rồi ta ngó vô cái ta nói, tôi đờn ấy tối ngày chỉ biết đờn ca hát sướng, để cho vợ làm cực khổ, rồi ta cười tôi chết. Ai dám cười ông chứ? Cha năm cò hả? Tự nhiên lôi cha năm cò vô đây chi vậy? Thằng đó lại tới nữa rồi ông. Ủa, bữa nay đâu phải lịch hẹn đâu ta. Để tôi. Nè, đi hết vòng chưa mà đã quay lại chỗ tôi rồi anh kỹ sư. Dạ, con chào chị Bảy, con chào chú Tư. Đi đâu lanh quanh thì cũng phải nhớ về trung tâm chứ gì. Mà dì đã suy nghĩ về chuyện con nói chưa vậy? Tôi khỏi phải suy nghĩ gì hết trơn. Cậu muốn vận động ai thì đi chỗ khác, tôi không ham. Chị Bảy à, bà con mình mà được vào hiệp hội thì sẽ có rất nhiều lợi ích, quyền lợi cũng được đảm bảo hơn, mà khỏi lo bị phá giá nữa gì. Thôi, tôi thuộc lào lào rồi. Nhưng mà sao những phiền phức mấy cậu không nói tới? Bày đặt quyền lợi nọ kia, sao không nói tới mấy khoản phí phải đóng để nuôi mấy người rảnh hơi đó. Thưa dì. Thôi,
Cậu nói một hồi tôi đổi ý, không bán cá cho những công ty thông qua hiệp hội bây giờ đó. Lúc được hỗ trợ gia vốn á, vậy đã hứa bán cá rồi, bây giờ lại đổi ý, như vậy là phá vỡ hợp đồng. Bà con mình cứ tiếp tục làm như vậy hoài thì làm sao mà chuyên nghiệp được. Cậu đem cái chuyên nghiệp của cậu đi chỗ khác đi, tôi không cần. Cậu uống nước. Dạ. Dạ thưa chú Tư, con xin phép chú con về. Chào anh. Chào. Con chào bà. Chào dạ, con. Bà cho con ly cà phê đây. Cà phê hả? Ăn gì chưa? Uống cà phê sớm quá nó cạn ruột đó con. Dạ con ăn rồi rồi bà. Thôi được rồi, con ngồi đó chờ bà một chút nha. Dạ. Con không phải là người ở đây có đúng không? Dạ, con là người trên tỉnh mới xuống. Chắc con xuống đây con mần ăn hay là thương lái phải không? Dạ, không phải, con là người của hiệp hội thủy sản. Ủa, con hơi tò mò. Sao bà lại thở dài vậy bà? Ăn xe ông luôn nè. Thì con xuống đây á, kể như là con về hai bàn tay trắng rồi. Chịu. Con tính vận động bà con để học kỹ thuật có đúng không? Dạ phải. Cái làng bè này á, quen làm theo kinh nghiệm của cá nhân rồi. Biểu họ làm đúng theo kỹ thuật á. Chịu. Khác nào biểu họ bỏ nhà bỏ cửa. Nhưng nếu không làm theo khoa học á thì về lâu về dài sẽ không có tốt đâu bà. Ăn con tự biết coi không biết nào. Nhưng mà cái gì quen á cũng thành tốt bà con ơi. Chịu. Như là con bảy thu á, nó làm bấy lâu nay chất lượng nó cũng cao, phẩm chất á thì tốt nè, người ta vậy mà học theo nó à. Lên pháo nè. Chịu. Bảy thu á, nó có thằng con trai nó học đại học thủy sản đó. Nhưng mà xem vô cái chuyện nuôi trồng của mẹ đó, có được đâu. Ủa, nói vậy là chị Bảy Thu có đứa con trai học đại học thủy sản hả bà? Cái thằng Út Thịnh đó. Hình như là nó còn một năm nữa là nó ra trường rồi. Vậy mà không tác động được dì Bảy sao bà? Chiếu nè. Đây là cá tra với cá ba sa. Còn đây là thức ăn dành cho cá. Anh nói với họ đi nhờ.
There are catfishes and a type of catfish. She is feeding them. Mình nuôi như vậy á, đến cái mùa mà thu hoạch cá, người ta thả lưới xong rồi người ta vớt cá lên. After a few months, they will be grown up and big enough, and they catch them and bring them to the market. À, bây giờ anh cứ dẫn mọi người ra ngoài kia tham quan tiếp đi ha. Now let's go. Nhìn bầy cá phỏng phao như vậy, công ty thủy sản xuống mua thích phải biết luôn mà ha. Ai nói má sẽ bán cá cho công ty thủy sản vậy? Trời ơi, má giỡn với con hả? Khi đã cam kết như thế nào thì cứ thế mà làm. Má đang tính lại, cam kết thì cũng có thể phá bỏ được mà. Má không giỡn mà má tính làm thiệt hả? Má à, được hiệp hội bảo trợ là lợi đơn lợi kép đó má. Chà, Út vô hiệp hội chưa mà nói chuyện nghe rành quá vậy. Có mà thiệt đơn thì kép thì đúng hơn đó. Thì Út chưa có vô, nhưng mà Út cũng biết chứ bộ. Cái gì mà có tổ chức vẫn tốt hơn má à. Út, má mà tính bán cá cho thằng Bùi đó thì đã làm sao? Nó vừa trả giá cao, lại vừa biết đờn ca hát sướng, hợp với mình quá rồi còn gì. Nhưng mà chuyện nào cái chuyện đó bà ơi. Bà nói đúng đó má. Mình mà không giữ lời á, là không phải quân tử đâu. Thì má sẽ đền bù cho họ. Trước đây không có họ thì mình cũng một bè mấy nhăn, chứ có bớt đi đâu. Má à, dù thế nào đi nữa má cũng phải giữ đúng lời hứa chứ má. Được rồi, má mới có ý định vậy thôi, chứ đã làm gì đâu. Má thì lúc nào cũng nghĩ cho Út hết trơn á. Vậy mà nó về đây á, nó có thèm ghé thăm má nó trước đâu. Má, con xin lỗi mà má. Má đừng giận con nữa nha. Trời đất ơi, mới nhắc là có người tới liền hả? Nè, hai cha con á, qua bè đằng sau cho cá ăn giùm tôi đi. Đi. Ba. Đi lẹ đi. Dì Bảy, để con phụ cho. Không dám, dì đâu có dám làm phiền tới bay. Để con làm cho. Có thiệt bay muốn qua đây phụ dì không? Thôi mà nè, bay rủ Út Thịnh về nào mà dì không hay biết gì hết trơn vậy? Dạ con. Tụi bay cũng hay thiệt đó, hẹn hò nhau mà dì có hay biết gì đâu. Dạ tụi con. Tụi con đâu có đâu gì. Bà nè, bay muốn phụ thì ra làm sao, coi có gì thì mừng đi, để dì nói chuyện với khách một chút. Dạ. Đang làm gì vậy? Cho em phụ với. Nè, phụ anh đi. Coi bộ kỳ này chị Bảy trúng mánh nha. Cá đẹp quá, nhìn phát mê à. Cá của tôi nuôi mà, nhìn không bắt mê làm sao được. Vụ cá này chị tính sao chị Bảy? Cân cho tôi nghe. Chỗ chị em tôi tính giá cao à. Nói thiệt, tôi cũng muốn bán cá cho chú lắm, nhưng mà ông nhà tôi với thằng con làm căng quá, nên tôi cũng hơi ớn. Ý chị là không bán cá cho tôi sao?
Tôi không hiểu tại sao anh Tư không bán cá cho tôi. Mà tôi mua giá cao chứ đâu có phải rẻ đâu. Ông nhà tôi sợ mất uy tín nên không cho tôi bán cá cho chú. Chứ nói thiệt nha, tôi chỉ muốn mần ăn buôn bán với chú thôi hả. Nhưng mà lần này thì kẹt quá à. Chú thông cảm giùm tôi nghe. Ở đây là chị giữ chữ tín với hiệp hội hơn tôi rồi. Mà cũng phải, người ta mần ăn lớn mà. Chú đừng có hiểu lầm, tôi cũng có cái khó của tôi chứ. Nói vậy thôi, cho chị vay vốn của người ta mần ăn, bị người ta ép. Mèn ơi, chú đúng là người hiểu biết rộng nha. Tiếc là... Chỉ cần chị gật đầu cái rụp, tôi sẽ có cách. Chú nói gì tôi không hiểu. Thôi tôi về chị ơi. Chị Bảy à, tôi thấy chị nên mở thêm vài bè cá nữa đi. Chị rất là giỏi, không tận dụng uổng lắm. Thật ra tôi cũng tính trong đầu hết rồi. Tôi cũng vậy. Đi Mai. Ngày nào cũng được đi chơi với Hà vậy á, tôi vui lắm á. Chèn ơi, mà ngày nào cũng đi như vậy hoài á, chắc cha em cho em ra đường ở luôn á. Không có đâu. Nhưng mà chỉ được bữa nay thôi đó. Sao vậy? Hà, sao vậy? Hà, bộ Hà không thích đi chơi với anh hả? Không phải, không phải là không thích đi chơi với anh đâu. Nhưng mà cha Hà thấy vậy không có thích. Trời ơi, đi lén mà sợ gì. Biết vậy, nhưng mà... Nhưng mà làm sao? Thôi, mình đang đi chơi mà, nói chuyện vui đi, ha. Anh Tân nè. Ừ? Hà thấy anh hay chân diện quá. Anh đi đâu vậy? Anh đi mận việc. Anh đi mận việc hả? Mà em nói thiệt nha, em có nghe dì Tám nói á, suốt ngày anh cứ lấy tiền của dì đi chơi không à. Em nghe mấy chuyện đó em thấy buồn anh ghê á. Hà, em đừng có tin lời mẹ của anh. Mẹ anh không hiểu anh nên nói vậy thôi chứ anh đi làm ăn thiệt mà. Vậy anh lấy tiền ở nhà anh đi đâu? Anh với bạn anh mở công ty ở trên Sài Gòn á. Hai đứa nếu mà có lời á thì chia đôi. Thiệt vậy hả? Vậy mà hồi đó tới giờ em nghĩ xấu với anh Tân không à? Nhìn anh vậy mà cũng biết tính toán ghê ha. Thì đương nhiên rồi, tại anh lớn rồi, anh cũng phải biết dành tiền để mà cưới vợ sinh con. Thiệt hả? Anh biết tính toán vậy. Em thấy mừng lắm. Mà đó giờ em cứ nghĩ xấu cho anh không à. Em đáng trách quá. Có gì đâu. Anh không giận Hà đâu. Sau này á, em đừng có nghe lời mẹ nói bậy bạ được rồi. Mẹ anh lúc nào cũng coi anh là người xấu quá đó, không bao giờ biết cố gắng làm người tốt. Thôi, em hiểu rồi. Em không có nghĩ xấu cho anh nữa đâu. Anh cũng đừng có buồn nữa nha. Mình đi chơi tiếp đi. Đây.
gì má quơ qua quơ lại hoài vậy? Quơ trúng tôi nè. Mày cũng vừa phải thôi chứ. Mày biết tao mù, tao đâu có thấy đường đâu. Mày cũng phải tránh tao chứ. Nói chuyện với má mệt quá. Tôi đi công chuyện chút đó nha. Má đó, má nhà đừng đi ra đường à. Má đi lạc tôi không biết đường đâu tôi kiếm má. Thân của tao, tao biết lo. Mày lo cái thân của mày kìa. Mày đi đâu mà mày son phấn lè lẹt vậy? Trời đất ơi, má mù thiệt hay mù giả vậy? Sao biết tôi son phấn lè lẹt? Có khi nào mà mày ra đường mày không trét phấn vô mặt mày đâu. Trời ơi, thấy pháp ơn à. Thiệt mà, không biết cái thằng đàn ông nào mà nó mê mày được hả? Nè, tao nói cho mày nghe nha. Mày đứng đắn lại đàng hoàng một chút đi nha. Con mày nó cũng lớn rồi, sắp tới ngày cưới vợ cho nó rồi đó. Mày làm mẹ, mày đứng đắn một chút. Đừng có để cho người ta khinh, người nói bậy, nói bạ. Má, má lo riết á, rồi thân thể của má hao mòn hết trơn á. Cái thằng trời đánh đó, ai mà thèm lấy nó chứ. Suốt đời nó là ế luôn cho má coi. Thôi mệt quá, tôi không nói chuyện với má nữa đâu. Tôi đi công chuyện đó. Hả? Mày đi rồi hả? Con này riết rồi nó hư rồi mà. Cả đời dữ à, cha lớn con à. Bé Hai thấy nghề nuôi cá này có cực không? Em thấy nghề nào cũng có cái cực riêng của nó. Quan trọng mình thấy vui là được. Đồng ý làm cái gì cũng thế. Em thề. Còn làm ơn rời khỏi đây ngay lập tức. Ừ. Vậy chưa hết 5 phút mà vậy. Bà con, thằng quỷ này tới đây để phá chuyện phần ăn của mình. Đuổi nó đi mà. Mày nhanh lên. Làm ơn. Cuộc đời là